Với lợi thế hồ Thác Bà rộng trên 19.000 ha, huyện Yên Bình đã quy hoạch diện tích mặt hồ thành các vùng chăn nuôi thủy sản. Song song với đó là hỗ trợ đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi cá lồng, nuôi cá nước ngọt, hỗ trợ về giống, tín dụng, giúp người chăn nuôi có thêm nguồn lực, kiến thức trong nuôi trồng thủy sản. Cái lồng này thì các bạn nhìn thấy là lồng nó nếu mà để nói nuôi thì nó chắc chắn hơn nhiều. Đấy, cái nhất, cái thứ hai là mình có thể nuôi ở cái vùng nước rộng như thế này, sóng gió nó an toàn con cá. So với cái lồng kia thì nó diện tích nó rộng hơn này, rồi là khai thác nó cũng dễ, và cái hiệu quả của nó là lồng tròn. Thế con cá bây giờ nó cũng bơi vòng tròn, nó vận động tốt hơn là cái lồng vuông. Cùng với tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, thời gian qua các địa phương trong tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các chương trình dự án phát triển nuôi trồng thủy sản, tăng cường khuyến ngư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào sản phẩm thủy sản có chất lượng cao, các hộ dân tận dụng ao hồ đập các công trình thủy điện, thủy lợi để nuôi trồng thủy sản. Nhân dân đã áp dụng đúng cái quy trình kỹ thuật thì đã đem lại cái hiệu quả kinh tế cho một hộ dân với đồng mấy lồng nuôi cá. Thì là đối với lồng nuôi cá thì trung bình mỗi hộ dân là sau một chu kỳ nuôi ấy, tức là từ 10 đến 12 tháng thì có thể cho thu hoạch thu nhập lợi nhuận lãi từ 25 đến 30 triệu đồng trên một lồng. Thì nhờ đó mà nhân dân cũng đã góp phần vào phát triển kinh tế gia đình cũng như là phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 21.000 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, mỗi năm cho đánh bắt khai thác gần 9.000 tấn thủy sản tươi sống các loại, mang lại giá trị trên 225 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Với những gì mà ngành nuôi trồng thủy sản mang lại, thời gian tới tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có thêm các chính sách để phát triển thủy sản trên địa bàn. Thứ nhất là tập trung vào phát triển nuôi cá thâm canh theo vùng đã được quy định. Cái nội dung thứ hai nữa là về thực hiện đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Trước hết, để tạo đầu ra cho sản phẩm, chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh. Trước hết là về tạo cơ chế, giao mặt nước cho các hợp tác xã, mời gọi các doanh nghiệp có khả năng, có lợi thế đầu tư vào phát triển nơi trồng thủy sản tại tỉnh nhà, tập trung vào hồ Thác Bà và những khu vực có trọng điểm, tập trung chăn nuôi những đối tượng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao như cá rô phi đơn tính, cá lăng, cá nheo và một số đối tượng cá có giá trị kinh tế cao, đồng thời tạo thành một chuỗi sản xuất tập trung, từ đó tạo ra cái hàng hóa tại cơ sở cũng như là cái tiêu thụ cho bà con nông dân. Ngoài những chính sách, tỉnh Yên Bái đang tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, Lào Cai để thu mua và chế biến thủy sản của người dân theo tiêu chuẩn Việt Gáp, cung cấp cho thị trường. Từng bước thiết lập hình thành các kênh tiêu thụ đến những thị trường lớn, từ đó tạo ra chuỗi liên kết chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ bền vững ở các địa phương có diện tích mặt nước lớn như Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn của tỉnh Yên Bái.